Có gió từ phương Nam thổi, có gió từ bụi thổi, có gió từ không bụi thổi, có gió lạnh thổi, có gió nóng thổi, có gió lượng nhỏ thổi, có gió lượng lớn thổi. Cũng vậy, này các tỳ kheo, trong xác thân này có nhiều loại thọ sai biệt khởi lên: lạc thọ khởi lên, khổ thọ khởi lên, bất khổ bất lạc thọ khởi lên. Giống như giữa hư không, gió nhiều loại thổi lên, từ phương Đông phương Tây, từ phương Bắc phương Nam, gió có bụi không bụi, gió có gió lạnh, gió nóng, có gió lớn, gió nhỏ, gió nhiều loại thổi lên. Cũng vậy, trong thân này khởi lên nhiều loại thọ, lạc thọ và khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Khi tỳ kheo nhiệt tâm, tỉnh giác không sanh y, do vậy bậc hiền giả liệu tri tất cả thọ. Vì ấy liệu tri thọ ngay hiện tại vô lậu, thân hoại bậc pháp trú đại trí vượt ước lường. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống quán thân trên thân? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống và ngồi kiết già, lưng thẳng, an trú chánh niệm trước mặt, gắn sự chú tâm nơi vùng quanh miệng. Chánh niệm vì ấy thở vào, chánh niệm vì ấy thở ra. Thở vào dài vì ấy tuệ tri tôi thở vào dài, hay thở ra dài vì ấy tuệ tri tôi thở ra dài. Thở vào ngắn vì ấy tuệ tri tôi thở vào ngắn, hay thở ra ngắn vì ấy tuệ tri tôi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào, như vậy vì ấy tập. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, như vậy vì ấy tập. An tịnh thân hành, những hoạt động của thân ở đây là hơi thở. Tôi sẽ thở vào, như vậy vì ấy tập. An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra, như vậy vì ấy tập. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo sống chánh niệm, tỉnh giác, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như vậy, lạc thọ khởi lên, khổ thọ khởi lên, bất khổ bất lạc khởi lên, vì ấy tuệ tri. Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ đã khởi lên nơi ta, lạc thọ ấy có duyên, không phải không có duyên. Do duyên gì? Do duyên chính thân này, nhưng thân này là vô thường, hữu vi, do duyên sanh, do duyên thân khởi lên, và do duyên này là vô thường, hữu vi, thời lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ thọ, bất lạc thọ, được khởi lên, làm sao thường trú được, vì ấy trú quán tánh vô thường đối với lạc thọ trong thân, vì ấy trú quán tiêu vong, vì ấy trú quán ly tham, vì ấy trú quán đoạn diệt. Do vì ấy trú quán vô thường, tiêu vong, ly tham, đoạn diệt, từ bỏ đối với thân và các thọ của vị ấy, nên tham, sân và vô minh tùy miên đối với thân và các thọ được đoạn diệt. Này Ananda, vị tỳ kheo, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, khởi lên khả ý, thọ lạc, khởi lên bất khả ý, thọ khổ, khởi lên khả ý, bất lạc, bất khổ lạc, vì ấy tuệ tri như sau: khả ý này khởi lên nơi ta, bất khả ý này khởi lên nơi ta, khả ý bất khả ý này khởi lên nơi ta, cái này khởi lên là hữu vi nên thô, nhưng cái này là an tịnh, cái này là thù diệu, tức là xả. Cho nên, dầu là cái gì khởi lên là khả ý, bất khả ý, hay khả ý, bất khả ý, tất cả đều đoạn diệt và xả tồn tại. Này, Ajivesava, có ba loại thọ này, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Này, Ajivesana, trong khi cảm giác lạc thọ,
Chính khi ấy không cảm giác khổ thọ, không cảm giác bất lạc bất khổ thọ, chỉ cảm giác lạc thọ. Đối với hai thọ kia cũng hiểu như thế. Này Ajivasana, lạc thọ, khổ thọ, bất lạc, bất khổ thọ là vô thường, hữu vi, do duyên sanh, bị đoạn diệt, bị hủy hoại, bị suy tàn, bị tiêu diệt. Này Ajivasana, thấy vậy, vị Đa Văn Thanh đệ tử Yểm Ly, đối với các thọ ấy, do Yểm Ly phát triển thái độ xả, vị ấy không có tham dục, do không có tham dục, vị ấy được giải thoát. Này các tỳ kheo, khi nào tỳ kheo đoạn tận tham tùy miên đối với lạc thọ, đoạn tận sân tùy miên đối với khổ thọ, đoạn tận vô minh tùy miên đối với bất khổ bất lạc thọ, thời này các tỳ kheo, sự từ bỏ tham tùy miên của tỳ kheo được gọi là chánh kiến, ái được đoạn tận, kiết sự được hủy hoại, với minh kiến chân chánh đối với ngã mạn, vì ấy đoạn tận khổ đau. Kiến gì như chân của vị ấy? Kiến ấy là chánh kiến. The view of reality is it become his right view. Kiến về thực tại đúng như nó là trở thành chánh kiến của vị ấy. Tư duy gì như chân của vị ấy? Tư duy ấy là chánh tư duy. Tinh tấn gì như chân của vị ấy? Tinh tấn ấy là chánh tinh tấn. Niệm gì như chân của vị ấy? Niệm ấy là chánh niệm. Định gì như chân của vị ấy? Định ấy là chánh định. Thân nghiệp, ngữ nghiệp và sanh mạng của vị ấy được thanh tịnh tốt đẹp. Và thánh đạo tám ngành này đi đến tu tập và phát triển sung mãn cho vị ấy. Vị đệ tử có lòng tin sẽ tinh cần, tinh tấn. Do tinh cần, tinh tấn trở nên chánh niệm. Do duy trì niệm được định và do duy trì định định phát triển được sự hiểu biết chân chánh. Do hiểu biết chân chánh phát triển niềm tin hoàn toàn. Do niềm tin hoàn toàn vì ấy biết. Đối với các pháp, trước đây ta chỉ nghe nói. Giờ đây ta ăn trú sau khi đã kinh nghiệm trực tiếp những sự thực ấy trong thân. Tự thân chứng đạt những pháp ấy và ta quan sát chúng với trí tuệ thể nhập. Vinh quang không nằm ở chỗ chưa từng thất bại, mà ở chỗ biết đứng dậy lại mỗi khi bạn thất bại. The glory is not in never failing, but in rising again every time you fall.